Tối qua ngày 7 tháng 9, đội cảnh sát hình sự công an quận Liên Chiểu vừa phối hợp với công an phường Hòa Bình phát hiện và bắt quả tang một đối tượng chuyên thực hiện việc trộm cắp tại các khu nhà shop house, biệt thự liền kề trên địa bàn. Đối tượng tên Thái Đình Khả, 30 tuổi, trú tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Trước đó, thông tin về những vụ trộm cắp xảy ra liên tục tại các khu nhà shop house, biệt thự liền kề trên đường Nguyễn Sinh Sắc được công an quận Liên Chiểu tiếp nhận và tổ chức lực lượng truy xét. Sau nhiều ngày nỗ lực, tối ngày 8 tháng 9, tổ tuần tra của công an phường Hòa Bình đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận phát hiện và bắt quả tang Khả vừa thực hiện xong hành vi trộm cắp đang trên đường tẩu tán tài sản. Tại cơ quan công an, Khả thừa nhận hành vi của mình. Qua đấu tranh, Khả còn khai nhận vào đầu tháng 9 cũng thực hiện một số vụ trộm cắp tương tự, lấy tiền để mua ma túy sử dụng. Thử test nhanh, Khả dương tính với chất ma túy. Vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh làm rõ.